À. Rồi sao ạ? Đâu ạ? Đâu ạ? Ôi. Không, nhưng mà có bà chấp nhận được ạ? Có rồi. Nếu ông đi học lái máy bay đi. À đấy ạ. Nó ông phải học mình lái máy bay đi. Như vậy là từ ngày mà Đạt về miền Bắc ấy là cũng được 4-5 ngày rồi. Thì là từ cái hôm đấy là Đạt mất hoàn toàn liên lạc với chú Trung. Và hơn nữa là bạn bán đậu hũ ở cái chỗ bờ biển mà chú Trung đã từng ở ấy, thì là cũng có cái thông tin là chú đã quay trở lại đó. Và Đạt cảm thấy rất là lo lắng và Đạt cũng nhờ người ở khu vực đó tìm chú rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ là không thấy chú đâu. Cái khó khăn lớn nhất là Đạt không thể nào mà liên lạc được với chú Trung. Thì quý vị nào mà có nhìn thấy chú Trung ở đâu thì quý vị hãy cố gắng là liên lạc với Đạt. Xin được chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với video tiếp theo của Đạt đấy rồi. Vâng, kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại thăm gia đình anh chị Xuân Lưu. Một trong những hoàn cảnh gia đình khó khăn mà Đạt và cùng các quý mạnh thường quân trên kênh Đạt đến rồi đã hỗ trợ anh chị có cái chi phí để mà xây nhà. Thì là trong cái công trình này thì Đạt có hỗ trợ cho gia đình anh chị Xuân Lưu là 50 triệu đồng. Còn các mạnh thường quân trên kênh Đạt đến rồi thì hỗ trợ thêm 15 triệu 500 ngàn đồng. Thế là tổng là 65 triệu 500 ngàn đồng quý vị ạ. Thì khi mà vừa đến đây thì Đạt cảm thấy rất là bất ngờ khi mà trong vài ngày thi công thì ngôi nhà đã dần hoàn thiện. Và như quý vị có thể thấy thì là ngôi nhà chỉ còn thiếu cái phần mái nữa thôi. Và chỉ cần chát chít nữa là xong. Thì Đạt cũng rất là vui khi mà nắm bắt được cái thông tin là khi mà làm ngôi nhà này ấy, thì là cũng có một người em rể của anh Lưu là cũng đã hỗ trợ cho anh chị một số tiền cũng khá lớn để mà phụ thêm để mà xây được một cái nhà kiên cố và khang trang như thế này. Đấy, đó là một cái niềm rất là vui. Và hơn thế nữa là khi mà xây dựng cái công trình này ấy, thì là cũng có rất là nhiều anh em họ hàng của nhà anh chị Xuân Lưu cùng hỗ trợ vào đây để mà xây nhà, để làm sao thì giảm thiểu tối đa cái chi phí xây dựng. Thì đây là chị Xuân đây, chị đang thì dọn dẹp. Vâng, chị có thể gửi lời chào tới quý vị khán giả trên kênh của em. Vâng, em xin chào tất cả quý vị khán giả trên kênh của chú Đạt ạ. Vâng, ngày hôm nay xuống đây thì em thấy cái ngôi nhà nói chung là to hơn những gì mà em tưởng tượng. Thì chị cảm thấy như thế nào? Vâng, chị cảm thấy rất vui vì tất cả cũng nhờ, thứ nhất là nhờ chú thì đã có cái động lực để có anh để anh em hỗ trợ cho chị. Và dạ, sau là ở đấy các em, tất cả các em, anh em trong gia đình thì cũng đã mỗi người hỗ trợ thêm cho chị mỗi người chút đỉnh nữa. Vâng. Rồi thì cả bên hội phụ nữ đúng không chị? Vâng. Đấy, hội phụ nữ thì bên hội phụ nữ cũng có đến hỗ trợ, trong anh em hàng xóm láng giềng nữa. Vâng. Và thì chị đang làm gì đây? Chị đang nhặt gạch ạ. À, nhặt gạch để dọn à? Vâng. Vâng. Chị đang dọn dần những cái mẩu này để cho ra chỗ kia để xây tiếp. Vâng. Thế anh từ hôm đấy anh có về đây không? Có về đây lần nào không chị? Tại vì ở đây nó cũng chật đấy, với lại đi lại nhiều khó khăn, việc dạ. Bây giờ đi lại khó khăn nữa thì chị bảo là thôi bây giờ hôm nào xong thì cho anh ra. Vâng. Vâng. Thì không biết là anh ý bây giờ nếu mà có xe lăn thì anh có thể di chuyển được không chị? Bây giờ thì đi một đoạn thì anh ấy tự di chuyển được, nhưng mà còn đi xa thì anh cũng cần phải hỗ trợ. Vâng. Vâng. Thế thì sau khi nào mà khánh thành ngôi nhà thì em sẽ tặng thêm cho anh một chiếc xe lăn nữa. Đấy, để anh có thể là di chuyển dễ dàng hơn nhỉ. Vâng. Đấy, vâng. Rồi, cảm ơn chị. Đây, chúng ta sẽ cùng tham quan qua cái kiến trúc của ngôi nhà nhé quý vị nhé. Chắc có lẽ đây là phòng khách này. Đây là phòng khách. Khá là rộng đấy quý vị ạ. Đấy, chỗ này thì có thể là để được một cái bộ bàn ghế và tivi. Rồi thì tủ lạnh. Đó. Thì, còn đây thì chắc là phòng ngủ. Đây là hai cái phòng ngủ quý vị ạ. Phòng ngủ bên này thì chắc là của anh chị này. Còn phòng ngủ bên này thì dành cho các cháu. Thì thưa quý vị, là một căn nhà với 4 người ở như thế này thì Đạt thấy là cũng khá là khang trang rồi. Như vậy là cũng khá là kiên cố rồi. Đó, thì như quý vị có thể thấy là cái
phần tường đã xây xong hết rồi, thì chỉ còn cái phần mái nữa thôi. Và cái phần chát chít này thì hoàn thiện thì cũng nhanh thôi quý vị ạ. Đấy thì do là anh em họ hàng cũng hỗ trợ thêm công sức vào, thì cho nên là Đạt thấy là từ khi mà chị báo là đào móng nhà đến hôm nay là cũng phải được khoảng 5 ngày rồi, thì là ngôi nhà cũng dần hoàn thiện rất là nhiều rồi. Thì còn đây là các bác thợ xây này, cũng là anh em của nhà anh chị Xuân Lưu à bác? Vâng. Đấy, bác đang thì triển khai những đường ngắm rất là chuyên nghiệp. Thế là nhà này là xây chính thức được mấy ngày rồi bác nhỉ? 5 ngày ạ. 5 ngày ạ. Đấy. 5 ngày mà xây được cái nhà này thì cũng rất là nhanh quý vị ạ. Đấy, thông thường thì một ngôi nhà này Đạt nghĩ là nếu như mà để mà xây dựng được lên như này thì chắc là phải mất khoảng nửa tháng xây được như này. Thế nhưng mà trong vòng 5 ngày đã xây được như này rồi, thì đa số là mọi người đã làm hết công suất và thậm chí nữa còn xây cả ban đêm nữa. Thế cho nên là mới có thể là được cái tiến độ nhanh như vậy. Thì cái phần này thì có lẽ đây là cái nhà vệ sinh à chú? Đây là nhà vệ sinh ạ. À, bếp và vệ sinh luôn ở đây. À. Đây chúng ta hãy cùng gặp gỡ với anh. Anh có thể giới thiệu cho quý vị khán giả được biết anh tên là gì không ạ? Em tên là Lê Hồng Bảy ạ. Lê Hoàng Bảy ạ. Lê Hồng Bảy. À Lê Hồng Bảy. Vâng. Em tưởng Lê Hoàng Bảy. Không, Lê Hồng Bảy. Vâng. Thế thì anh là có quan hệ như thế nào với cả gia đình anh chị Xuân Lưu ạ? Em là em vợ của em gì ạ? Em rể. Em rể. Em rể của anh Lưu. Vâng. Vâng vâng. À thế thì em cũng nắm bắt được thông tin là anh cũng hỗ trợ cái số tiền khá lớn để mà phụ thêm vào để mà xây nhà cho anh chị. Vâng vâng. Đấy vâng. Cũng là một điều tuyệt vời thì. Vâng. Thôi thì cũng cảm ơn anh rất nhiều. Vâng vâng vâng. Vâng. Thì hiện tại bây giờ là anh đang làm công việc gì hả anh? Em là kinh doanh thiết bị vệ sinh ạ. À thiết bị vệ sinh hãng gì ạ? Hay là các hãng? Các hãng ạ. Vâng. Vâng. Đấy thì quý vị nào mà có nhu cầu mua những cái đồ thiết bị vệ sinh ở đâu anh nhỉ? Em ở 63 phố Cổ Ngô, phường Vi Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội ạ. À vâng. Đấy quý vị nào mà có nhu cầu mua những cái đồ thiết bị vệ sinh thì hãy liên hệ với anh Bảy. Vâng. À, thì... Vâng. Dạ vâng. Vâng. Em thì sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ các bác thợ ở đây. À, đây là em trai của anh Lưu này. Em chào anh. Rồi, anh có thể gửi lời chào tới quý vị khán giả. Rồi, chào tất cả mọi người trên kênh nhá. Vâng. Thế thì cái ngôi nhà này thì theo anh dự tính là cái chi phí nó rơi vào khoảng bao nhiêu anh nhỉ? Khoảng 150 triệu. 150 triệu. Cả công và tất 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 tính tất. Vâng. Đấy, rất là tuyệt vời. Thế thì trong cái số đó thì là có những ai hỗ trợ thêm vào chứ? Có nhiều, rất nhiều anh em đã hỗ trợ cho gạch. Cái nhất là riêng viền móng là có hai anh vâng. trong gia đình, một cô và một anh thì trong gia đình là cũng hỗ trợ mỗi người 1.000 gạch. Vâng. Đấy, còn anh em bạn bè thì người thì 500, người thì 1 triệu. Vâng. Cũng có. Đây vâng. nói bạn này đây cũng vào đây cũng hỗ trợ cho 1.5 triệu rồi. À. 1 triệu tiền 1.5 triệu tiền ăn đấy. À, đấy, cho anh em thợ, đấy, đóng góp cho anh em thợ. Vâng, rất là tuyệt vời. Thì đấy, em cũng thế đấy. Thông thường thì em đi hỗ trợ những hoàn cảnh gia đình khó khăn ấy. Thế là em thường là em cho số tiền đó và anh em bạn bè lại xúm lại lại hỗ trợ thêm vào đấy thì được cái nhà nó khang trang hơn. Đấy, thì còn khi mà về đến đây thì em nhìn thấy cái ngôi nhà này cũng khá là khang trang và nằm ngoài cái sức tưởng tượng của em. Mới đầu thì là cũng chỉ bàn là xây một cái nhà ống thôi nhờ anh nhỉ. Vâng, đúng rồi. À, sau được cái nhà này thì đẹp quá, thì cũng nếu mà 4 người ở thì cũng tha hồ nhà. Thoải mái mà. Thoải được. Mái vâng. Bởi vì hai vợ chồng một phòng, hai đứa con tạm thời bé để ở một phòng này. Sau này lớn thì thằng nào lấy vợ thì ở đây, còn tăng lên sau này xác định cho lên đây vâng. quản lý ở trên này vâng. cho thay chú rồi. Bố được. Mẹ giờ yếu rồi giờ thì cho lên đây mà chú lúc ấy chú cũng chả ở đây à. Chú ở ngoài kia cơ. Chú ở ngoài gấu gạo. Chú đi chú ở ngoài kia thì cho các cháu ở đây, đứa nào mà hương khói thắp hương hoặc là dỗ Tết mà công việc mà nó chú đáo một tí thì chú cũng vẫn là cùng các cháu thôi, nhưng mà giao cho nó ở đây nó trông nom nhà cửa cho chú ở đây mà. Bởi vì tất cả đây cái chỗ này là của 5 anh em mà. Còn mạnh nhất là cũng mỗi cái chú kia lúc nãy anh bảo rồi mà. Là chú tài trợ là cũng lớn mà. Riêng mái với các thứ là chú làm hết mà. Thế có nghĩa là anh ấy đã hỗ trợ nguyên cái phần mái nhỉ? Nguyên phần mái. Vâng. Nguyên tất cả phần mái. Đấy, cả cộng với cả cái nhà vệ sinh bên đây. Nhà vệ sinh này hiện tại cái nhà này làm cho anh chị là trong ngoài
trong phạm vi ngoài này là không liên quan đến nhà ông bà này. Vâng. Mà em là nó sẽ đầu tư thêm vào đây để tất cả đi cùng chung ở đây. Cả gia đình đấy, bởi vì không cũng chả có ai, các em nó thỉnh thoảng mới vào thôi. Thì là em nó sẽ đầu tư cho thêm cái đấy, còn nếu mà số tiền đấy mà để mà làm ở đây thì không làm được. Chính xác. Đấy thì thông thường thì em chỉ là ước tính cái số tiền để mà xây một cái nhà ống gọi là đủ thôi. Thì nó sẽ là một cái nhà nó kiên cố và nó che mưa che nắng. Đấy, gần như là nó là nhà tiền chế đấy. Thì nó còn hơn là cái chỗ mà anh chị Xuân Lưu đang ở hiện tại bây giờ. Em vào trong đấy nó nóng như là một cái lò bánh mì. Mà những cái nền nó lót bằng cái tấm ván ấy, nó mục hết rồi. Mà có khi nó ở nhờ trong này người ta cũng đuổi thôi, sau này người ta làm đấy người ta cũng chả cho ở nữa. Mà người ta cho ở tạm thời là trông nom, cơ bản là người ta chưa mở mang cái gì cả thì người ta cho ở tạm. Cứ sau này nếu mà ví dụ là người ta mà đòi lại thì mình ở đâu? Đúng rồi. Nhà cửa thì chưa có, thì may quá là cũng được bố Mạnh Thường Quân tài trợ cho gia đình. Đúng anh bà. Chị các cháu thì các em vun tay đóng góp và cùng làm. Đúng cùng bà. Làm cho anh chị thôi. À, cảm ơn anh. Đấy, thưa quý vị, hôm nay Đạt sẽ biểu diễn cái kỹ năng xây dựng ở Đạt nhá. Đấy, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Vừa rồi thì xây dựng nhà cho ông bà giấu lạng thì Đạt cũng đã học mót được một tí rồi quý vị ạ. Đấy, cái này thì nó cũng dễ không nhưng mà. Đấy. Thưa quý vị, là với cái tốc độ xây như này của Đạt thì chắc khoảng độ 1 năm thì xong cái ngôi nhà này. cũng gọi là cũng biên xây. vâng thưa quý vị, thì sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bé Lương, là con của gia đình nhà anh chị Xuân Lưu. Thì con có thể gửi lời chào tới các ông các bà trên kênh của chú Đạt đến rồi. Cháu chào các quý vị ạ. Quý vị đã xem, các ông các bà đã xem video. Dạ. Con nói lại đi, con nói to lên, đàn ông mới ăn to nói lớn lên. Là xin chào các quý các khán giả đã xem phim ở đây. Thì khi mà chú hỗ trợ xây nhà cho con thì con có cảm thấy như thế nào? Cảm thấy vui. Vui à? Thì ngôi nhà rộng lớn như thế này thì con đã nhận được cái phòng nào chưa? Nhận phòng này á? À, thì chú với con là sẽ vào tham quan xem cái phòng của con như thế nào nào. Thế sao con lại thích phòng này mà lại không phải là phòng kia? Cô vì phòng chú là phòng này có cửa sổ nhìn ra được ngoài. À thế à? Ở nhà cái phòng này hai anh em ở đây thì tha hồ rộng rãi nhỉ? Thưa quý vị, là hai anh em mà ở phòng này thì là thoải mái rộng rãi quý vị ạ. Và đây sẽ có thể là chỗ này, vị trí này thì con để cái bàn học nhỉ. Bàn học xong rồi có cái cửa sổ này ra ngoài rất là hợp lý nhỉ. Thế từ hôm sức khỏe của bố con thế nào rồi? Chú là sức khỏe của bố là rất tốt ạ. Tốt à? Có thấy cải thiện hơn so với cái lần trước chú đến không? Có. Thì bố có làm được những gì? Vẫn nằm ạ. Vẫn nằm thôi đúng không?
chỉ có cái là cái thể trạng nó ổn định hơn đúng không? Vâng ạ. Ừ. Đấy thì khi mà xây nhà xong rồi thì con mơ ước điều gì nhất? Con có điều gì mơ ước không? Không ạ. Không à? Chưa biết mơ ước gì à? Vâng. Vâng, thưa quý vị là cháu còn nhỏ đấy cho nên là cũng chưa có cái mơ ước gì rõ ràng lắm. Đấy thì sau thường là những cháu nhỏ là phải tầm 15 đến 20 tuổi ấy, thì là các cháu mới định hướng được cho cái tương lai. Thì con có mong muốn gì tương lai con sẽ làm cái công việc gì không? Không á? Ừ. Không biết, chưa biết được. Chưa biết à? Vâng. Con có biết hát không? Không ạ. Có biết làm diễn viên không? Không. Đẹp trai này phải làm diễn viên. Quý vị thấy bạn Lương này đẹp trai không? Quá đẹp trai. Con biết nói tiếng gì? Con biết nói tiếng nước ngoài không? Không. Biết nói tiếng Trung không? Nhìn những người Trung Quốc ấy, biết à? Không ạ. Tiếng Anh biết không? Không à? Rồi thì chú chúc con nhiều sức khỏe nhá, cố gắng để học hành để sau này có thể là thay đổi cuộc sống con nhá. Đấy thì bất cứ một cái khó khăn gì thì con cứ nhắn với mẹ bảo với chú Đạt thì chú Đạt sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho con nhá. Ừ. Rồi cố gắng lên. Ôi, chào anh chị, các bác, các chú nhá. Thôi em xin phép. Anh em ở lại em không? Đây anh em ở lại thì chờ hai chú đấy, không lấy anh về. Các bác về hết đấy. Cô bây giờ có sao ăn vậy mà. Không phải, em thì em không phải là ấy gì cả. Nhưng mà đúng thật sự là công việc cũng nhiều, em tranh thủ một tí. Rồi, thông cảm với em. Ăn cơm với anh em tí. Hôm nào Khánh Thành em xuống. Hôm nào Khánh Thành thì em xuống là cả gia đình em xuống. Đấy. Thì qua đây thì chị có thể gửi lời cảm ơn tới các quý vị khán giả trên kênh của em. Các bạn qua kênh của chú thì em cũng xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả, các nhà hảo tâm đã theo dõi, đồng hành và giúp đỡ ủng hộ gia đình em ạ. Dạ vâng. Đây quý vị, đây hôm nay em mới nhìn rõ cái chân của chị này này. Thế là cái chân này của chị là mình bị từ nhỏ à chị? Vâng, chị bị từ nhỏ. À đây này quý vị, chân của chị là lúc nào cũng phải kiễng lên như thế này quý vị ạ. Đấy. Chân lúc nào cũng thế này. Đây nó bị teo hết chân. Teo chân. Vâng. Từ trên này. Bị từ bẩm sinh luôn à? Không, 7 tuổi chị. 7 tuổi là tự nhiên nó bị thế này. Vâng, nó cũng kiểu như bị viêm cơ xong bị ngay gân ở trên này này, rút. Đây đồ. Em thấy là cái nhóm cơ này nó bị teo lại đây này. Đây, nhóm cơ nó bị teo lại này. Đấy và nó co rút luôn, co cái chân này luôn. Bây bẻ ra là nó cứng luôn đúng không? Không bẻ được nữa. Giờ nó cứng rồi. Đau ở đây. Với lại đau ở đây. Đấy thưa quý vị là còn chân bên kia dính đinh đấy. Đây hôm phải chống nạo. Hôm trước dính đinh dẫm sưng. Úi giời. Mấy hôm nay hai hôm nay còn đỡ. Chị dẫm dính đinh mà nó lại sưng lên cả mu bàn chân này á? Đấy, đau hết. Đâu em xem cái vết đinh xem nào. À đây. Hai hôm nay em đỡ. Mấy hôm trước con không đi lại được đi. Cái này nhá, nó rất là nguy hiểm đấy, không phải đơn giản đâu chị, mà dẫm dính đinh dỉ là nó có nguy cơ bị uốn ván đấy. Chị phải đi tiêm, chị cũng tiêm rồi. Đúng rồi, phải tiêm phòng uốn ván đấy. Tiêm lại uống kháng sinh. Vâng. Đấy chứ không đơn giản đâu. Không có này, chân này thì đã không nên hồn rồi, lại cưa bỏ cái chân này nữa đi thì đúng không? Đấy mới hôm trước là bị đau mất 3-4 hôm. 4 hôm. Đi phải có lúc phải bò đi với lại chống gậy. Ui dồi ôi. Sưng to mà, hôm nay là nó giảm rồi, từ chiều hôm qua giảm thì mới ra đỡ được các bác các thím được tí nào biết tí đấy thôi chứ có chị có làm được. Đấy làm móng xong là buổi sáng làm móng xong là trưa là chị bị luôn mà. À. Đấy thưa quý vị là rất có thể là do xây nhà nên nó đen đủi đấy chị ạ. Đấy cố gắng thì là sao. Thôi thì em xin phép em về đây. Rồi chào chị nhá. Chào. Chào chào chú bác nhá. Chào xin phép thôi. Vâng, chào anh nhá. Vâng. Thôi cháu không uống rượu đâu. Vâng, cháu cảm ơn. Rồi cháu đi đây. Chú đi nhá. Vâng. Vâng thưa quý vị là thật ra thì bây giờ là cũng đến bữa trưa ăn cơm rồi. Tuy nhiên thì Đạt còn một cái vấn đề nữa mà Đạt cảm thấy là không yên tâm được. Như vậy là từ ngày mà Đạt về miền Bắc ấy là cũng được 4-5 ngày rồi. Thì là từ cái hôm đấy là Đạt mất hoàn toàn liên lạc với chú Trung.
Và hơn nữa là bạn bán đậu hũ ở cái chỗ bờ biển mà chú Trung đã từng ở ấy, thì là cũng có cái thông tin là chú đã quay trở lại đó. Và Đạt cảm thấy rất là lo lắng, và Đạt cũng nhờ người ở khu vực đó tìm chú rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ là không thấy chú đâu. Và trước khi đi thì Đạt có giao cho chú một chiếc điện thoại. Và mấy ngày Đạt không để ý thì đến ngày hôm nay Đạt gọi lại là thuê bao và không liên lạc được nữa. Thì không biết là hiện tại bây giờ là chú Trung đang ở đâu. Thì qua cái video này thì quý vị nào mà nhìn thấy chú Trung ở đâu thì quý vị hãy nhắn cho chú Trung là liên lạc ngay lại với Đạt, hoặc là liên lạc theo cái card visit mà Đạt đã đưa cho chú, và có những cái số điện thoại của Phúc Lâm Bảo Đường ở trên đó, thì mọi người có thể là bảo chú là liên lạc lại với Phúc Lâm Bảo Đường, liên lạc lại ngay với Đạt để Đạt còn biết. Chứ thực tế là bây giờ là Đạt cảm thấy rất là lo lắng, và Đạt nghĩ rằng là chắc là chú ấy cũng sẽ không đi khỏi Phúc Lâm Bảo Đường đâu, bởi vì là Đạt cảm thấy là trong cái thời gian chú ở Phúc Lâm Bảo Đường thì là một cái quãng thời gian chú rất là vui vẻ, và Đạt cảm thấy là chú cảm thấy là rất là yêu thích cái cuộc sống ở Phúc Lâm Bảo Đường. Thế tuy nhiên thì do cái lần mà Đạt bay từ miền Nam về miền Bắc ấy, thì đáng nhẽ ra là chú sẽ bay cùng Đạt, tuy nhiên thì chú không có căn cước công dân, cho nên là không thể nào bay máy bay được. Thì chú có xin phép Đạt là cho ứng một số tiền, là hôm đấy đó là Đạt cũng cho chú ứng mấy triệu bạc ấy, là để chú có thể là có chi phí để về Sóc Trăng để lấy căn cước công dân. Thì từ hôm đấy đến tận hôm nay thì Đạt không thấy chú liên lạc lại. Vô tình là có cái em Quyền bán đậu hũ ở bờ biển mà nơi chú gần sinh sống thì có báo tin cho Đạt là bảo: ủa anh ơi, chú Trung hiện tại bây giờ là có ở cùng anh hay không? Có ở Phúc Lâm Bảo Đường hay không, mà tại sao lại có người phát hiện ra là chú lại đi lảng vảng ở cái khu vực cũ đó. Thì Đạt cảm thấy rất là lo lắng, hay là liệu rằng chú có rời bỏ Phúc Lâm Bảo Đường để quay trở lại hang đá hay không. Thì đó cũng là một cái điều mà Đạt cũng suy nghĩ rất là lâu nay. Và cái khó khăn lớn nhất là Đạt không thể nào mà liên lạc được với chú Trung. Thì quý vị nào mà có nhìn thấy chú Trung ở đâu thì quý vị hãy cố gắng là liên lạc với Đạt theo cái số mà Đạt để trên màn hình, là những cái số điện thoại của Phúc Lâm Bảo Đường, thì gọi lúc nào, cái số nào thì cũng có người nghe máy. Đó, thì đó cũng là cái số điện thoại để mà tư vấn về khám và điều trị tại Phúc Lâm Bảo Đường những cái bệnh về cơ xương khớp rồi thì dạ dày. Thì quý vị nào mà có nhu cầu điều trị về các bệnh xương khớp rồi thì dạ dày, gan, thận, thì quý vị có thể liên hệ theo cái số điện thoại mà Đạt đang để trên màn hình đây. Đó, thì sau đây là một số cái hình ảnh mà khi mà chú Trung ở Phúc Lâm Bảo Đường, và những bệnh nhân điều trị tại Phúc Lâm Bảo Đường thì cũng rất là hoan hỉ và cũng cảm thấy rất là vui khi mà có chú Trung ở đó. À, rồi sao hả? Đâu ạ? Không, nhưng mà có bà chấp nhận được ạ? Nếu mà mình lái máy bay đi. À đấy ạ? Nó không phải đọc mình lái máy bay đi. Thế là chú đã chấp nhận chưa? Chú chấp nhận chưa? Cười. À, thế chú ngồi đây nên gọi bà ra xem. À đây, bà đây rồi. Bà đây rồi. Đây. Không, không phải bà đây. À, không phải ạ? Bà đây, bà mối. À, cô là bà mối. Thế còn bà kia đâu ạ? Quay nữa. Bà chụp hình ổng hồi chiều. À đấy ạ? Bà mới đưa hình cho anh coi. À. Ông tưởng vậy tụi chị mới chọc. À ừ. Được. Nhưng mà đây. Cái chị kia chị hỏi là chị đòi bằng lái máy bay. À đây. Đi đi chú. À, đúng rồi, con được cái thì tổ chức luôn. À. Đây các vị bệnh nhân đang thì rất là hào hứng với câu chuyện. Nếu mà được là chúng ta tổ chức ngay. Tổ chức luôn ạ. À. Tổ chức luôn trong đêm. Anh đưa em đi về. Về quê chúng ta. Bệnh nhân rất là vui. Ừ, cứ vào đi chú, cứ vào đi. Ủa giời, mình đặt ông rồi ạ. Đây đâu? Đâu? Ôi trời ơi, chú cứ thế này thì bao giờ về lấy được vợ?
Không, nhưng mà cô đã đồng ý chưa ạ? Cô đồng ý chưa ạ? Đồng ý rồi. Đồng ý rồi. Đây cô đây. Đằng nhà gái cũng đang rất là ngại đấy. Ôi giời ơi. Đây. Thôi nhà gái đang ngại. Được, không sao. Vâng. Vâng. Đấy, nhà gái đang ngại. Thế nhưng mà lúc nãy là chú Trung là chú ý đồng ý rồi ạ? Đồng ý đó. Chú Trung là đang e ngại. À, đang e ngại à? À, đây Viên là... Đây này. Viên là... Em bé này là sắp đi lấy chồng là ngại. Viên là cô này đòi hỏi á. Vâng ạ. Đòi hỏi là... Chú... Là trước hết là phải đi học... học băng lại máy bay. Có băng lại máy bay à? Vâng. Rồi sau một lần đi. Thôi cô ấy ngại. Cô ngại. Vâng. Đấy, thưa quý vị, là như vậy là đã xuất hiện một một người đã. Rất là vui. Thôi cô ấy ngại, cô ngại thôi. Ngại. Thôi cứ để đả thông tư tưởng cả hai người xong rồi là tổ chức luôn tại Phúc Lâm Bảo Đường. Được không các bà? Một tràng vỗ tay ạ. Đấy nhá, mai là cháu sắm đồ cưới luôn. Váy cưới vest đàng hoàng. Đấy, cháu là sẽ trưởng ban hôn lễ. Vâng. 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 Ui, bên nhà gái đông quá. Bên nhà trai là tất cả các y bác sĩ, cán bộ nhân viên của Phúc Lâm Bảo Đường cơ sở 2. Là bên à, đúng ạ. Vâng. Bên nhà ngoại. Là chủ bên ngoại. Vâng. Được. Đưa chồng về nhà chồng. Rước dâu bằng xe rùa. Vui quá. Thôi để cháu về cháu đả thông tư tưởng cho chú Trung nhá. Rồi, tốt quá. Tại vì là thật ra thì chú ấy bây giờ cũng lớn tuổi rồi, cũng nên có một người là ở bên cạnh để chăm sóc. Sau này còn già cả. Nếu mà không nhất trí nữa là chỗ ấy cũng nói là. Cô dâu là sinh năm, cô dâu là năm nay bao nhiêu tuổi hả cô? Vâng. Cô dâu năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 45. Ui dồi ôi. Đẹp quá. Đang cái tuổi hồi xuân này. Đang cái tuổi khởi thế này. Vâng.